Chiều ngày hôm qua 12 tháng 9, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức chương trình họp mặt vui Tết Trung thu năm 2019 cho con em cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh. Tại buổi họp mặt, các em nhỏ đã được hòa mình vào không khí vui tươi với những trải nghiệm lý thú qua các phần chơi vận động như dịch ấp trứng, giật cờ, kéo co, bịt mắt, đập bong bóng, xem ảo thuật và thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các cháu thể hiện. Đồng thời, mỗi em nhỏ được tặng các phần quà như lồng đèn, bánh kẹo để cùng vui Tết Trung thu đậm ấm bên gia đình và người thân.